Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ sẽ là chương trình thời sự cấp huyện ngày 30 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính sau đây. Tâm đạo bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho các trưởng thôn, cán bộ làm công tác tôn giáo trên địa bàn. Mặt trận Tổ quốc xã Đức Bắc, huyện Sông Lô với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hiệu quả từ mô hình giao khoán vệ sinh môi trường thị trấn Thổ Tàng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo vừa tổ chức khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước năm 2014 cho 104 trưởng thôn và các cán bộ làm công tác tôn giáo của các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong khuôn khổ lớp bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt về quy chế dân chủ tại cơ sở, về nông nghiệp nông thôn mới, về xây dựng làng văn hóa và hoạt động văn nghệ quần chúng ở cơ sở, một số vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật. Các học viên cũng được tìm hiểu về nguyên tắc hoạt động quản lý xây dựng thôn làng. Bên cạnh đó, các cán bộ làm công tác tôn giáo và trưởng thôn đã được phổ biến những kiến thức pháp luật liên quan đến vấn đề tôn giáo, trong đó tập trung vào nội dung của các văn bản như Nghị định số 92/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, Thông tư Liên tịch số 04/2014 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo, một số quy định của luật đất đai có liên quan đến vấn đề tôn giáo và mẫu biểu một số loại văn bản có liên quan đến vấn đề tôn giáo tín ngưỡng. Chiều ngày 29 tháng 10, Ban tuyên giáo huyện ủy Lập Thạch tổ chức hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội tháng 10. Báo cáo viên cấp huyện nghe thông tin tổng hợp về tình hình Biển Đông, nghe báo cáo chuyên đề nội bộ về tình hình Biển Đông và quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, thông tin tuyên truyền 250 năm ngày anh hùng Nguyễn Văn Chỗi hy sinh, nghe báo cáo dư luận xã hội trong tháng. Thực hiện công tác tuyên truyền trong tháng 11, toàn huyện đã tập trung tuyên truyền về kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, tiếp tục tuyên truyền 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên truyền về biển đảo, đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả sau 2 năm thực hiện chỉ thị 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nội dung tuyên truyền trong một số ngày kỷ niệm. Sáng ngày 29 tháng 10, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Phúc Yên khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính thị xã Phúc Yên. Khóa học là dịp để các học viên có cơ hội tiếp thu sâu sắc những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhằm nâng cao hơn nữa trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý và tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư cách người cán bộ cách mạng, thực hiện tốt phương châm lý luận gắn với thực tiễn để trở thành người cán bộ lãnh đạo quản lý vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Sáng ngày 29 tháng 10, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Vĩnh Tường tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2014. Trong thời gian 4 ngày học tập, 90 học viên tham dự khóa học được nghiên cứu trao đổi các chuyên đề về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng cơ sở trên địa bàn. Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới. Cũng trong chương trình lớp bồi dưỡng, các học viên còn được thông tin về tình hình an ninh chính trị khu vực quốc tế và trong nước hiện nay. Khóa học phấn đấu 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có 80% trở lên đạt loại khá, giỏi. Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Sông Lô đã phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và Trung tâm Hiến máu Nhân đạo tỉnh tổ chức Ngày hội Hiến máu Nhân đạo, những giọt máu hồng năm 2014. Tham gia hiến máu tình nguyện đợt này có hơn 450 đoàn viên thanh niên, giáo viên, cán bộ, chiến sĩ đang công tác học tập tại các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Sau quá trình khám kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm, cơ quan chuyên môn đã thu được 214 đơn vị máu. Hiến máu nhân đạo là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là cơ hội để mỗi đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ và nhân dân được tham gia hiến máu, sẻ chia tình yêu thương.
Tại ngày hội hiến máu, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện của huyện đã biểu dương khen thưởng cho 10 cá nhân có thành tích trong phong trào hiến máu nhân đạo. Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc phối hợp với ngân hàng Agribank chi nhánh Vĩnh Phúc vừa tổ chức khởi công xây dựng trường mầm non thị trấn Yên Lạc. Công trình trường mầm non thị trấn Yên Lạc được khởi công với 40 phòng học và một bếp ăn với tổng mức đầu tư gần 5,4 tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng Agribank chi nhánh Vĩnh Phúc tài trợ 5 tỷ đồng. Số tiền còn lại do ngân sách địa phương đầu tư. Với công trình này, trường mầm non thị trấn sẽ đạt tiêu chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất và đáp ứng được số trẻ trong độ tuổi mầm non, mẫu giáo trên địa bàn. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với đề án nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Mặt trận Tổ quốc xã Đức Bác luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ nhân dân đoàn kết đồng lòng thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động, huy động mọi nguồn lực xã hội thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nông nghiệp nông thôn để đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ghi nhận của phóng viên Đài Truyền thanh huyện Sông Đô. Để cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thực sự gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã xây dựng chương trình công tác cụ thể, phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong xã triển khai đầy đủ nội dung của cuộc vận động đến nhân dân. Trong đó, lấy hội viên phụ nữ làm nòng cốt xây dựng gia đình 503 sạch, phát triển kinh tế, giữ gìn và bảo vệ cảnh quan môi trường. Hội nông dân đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có năng suất hiệu quả cao. Vận động nhân dân hiến đất, xây dựng đường giao thông, đường nội đồng, các công trình công cộng, đẩy mạnh phong trào thanh niên lập nghiệp, 4 đồng hành, 5 xung kích, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc từng bước thực hiện các tiêu chí, trong đó chú trọng đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, quan tâm chăm lo đến công tác cán bộ, giữ ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn phát sinh, góp phần ổn định trật tự an toàn thôn xóm, động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng và thực hiện các quy hoạch trên địa bàn về quy hoạch phát triển các ngành kinh tế, kết cấu hạ tầng nông thôn, sắp xếp và ổn định dân cư. Nhờ làm tốt công tác mặt trận, đến nay trong xã đã xóa được nhà tạm cho hộ nghèo, giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa cây con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống văn hóa. Tính từ đầu năm 2014, đã có 11 trên 11 khu dân cư đăng ký đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, có 85% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 10 trên 11 thôn có hệ thống điện thắp sáng đường làng, tỷ lệ hộ khá giàu không ngừng tăng, hộ nghèo giảm đáng kể. Chúng tôi đã triển khai sâu rộng đến hàng từng tháng, từng quý của ban công tác mặt trận ở các thôn để triển khai nghị quyết của Mặt trận Tổ quốc về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở thôn dân cư, cùng với là đảng ủy ban xã hoàn thành cái tiêu chí đó để góp phần vào xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc xã đã vận động các thôn đăng ký điểm từng nội dung như xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiêu chí về nhà ở dân cư, môi trường, giao thông nông thôn. Đồng thời tích cực nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Từ đó góp phần thúc đẩy hoàn thành sớm chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thị trấn Thổ Thang hiện có 3.700 hộ với hơn 16.000 nhân khẩu, trong đó có trên 75% số hộ làm dịch vụ, buôn bán kinh doanh. Sự phát triển về thương mại kéo theo những tác động không nhỏ đến môi trường. Trung bình một ngày, thị trấn xả thải ra khoảng 12,5 tấn rác thải các loại. Riêng khu vực chợ Giang, mỗi ngày từ 1 đến 2 tấn. Trước thực trạng đó, cấp ủy chính quyền thị trấn Thổ Thang đã đề ra nhiều giải pháp trong việc giải quyết vấn đề về môi trường. Năm 2019, Hợp tác xã Dịch vụ Vệ sinh Môi trường thị trấn Thổ Thang được thành lập và đi vào hoạt động có hiệu quả, góp phần đáng kể thu gom rác thải và làm sạch môi trường của thị trấn. Hiện nay, Hợp tác xã có 6 tổ vệ sinh với 27 công nhân. Ban quản lý Hợp tác xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên đôn đốc kiểm tra các thôn, phân công xe và các phương tiện thu gom rác thải đúng giờ và đúng địa điểm quy định. Chung tay cùng Hợp tác xã Dịch vụ Môi trường, Ủy ban Nhân dân thị trấn đã phát động phong trào vệ sinh môi trường vào các ngày mùng 10 và 20 hàng tháng với sự tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn bằng hoạt động quét dọn, vệ sinh từ nhà ra ngõ, nạo vét khơi thông cống rãnh trong thôn, xóm, khu dân cư. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo được thói quen tốt cho người dân cùng nhau quan tâm, giữ gìn môi trường.
Chúng tôi là người dân thì có thấy cảm tưởng là đường xá bây giờ sạch sẽ. Cái thứ hai, ý thức của người công dân so với trước đây bây giờ là tiến bộ rất nhiều. Để công tác thu gom và vận chuyển rác thải hoạt động có hiệu quả, chính quyền thị trấn Tổ Tàng đã thống nhất ký hợp đồng với Hợp tác xã Dịch vụ Vệ sinh Môi trường, đồng thời giao nhận khoán công việc dịch vụ vệ sinh môi trường, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt của 4 thôn. Trong đó, chuyển đổi phương thức thu gom vận chuyển rác thải bằng việc đầu tư mua xe ô tô, công nông và thuê công nhân lái xe thu gom rác thải tại các trục đường và ngõ xóm. Sau một thời gian triển khai cho thấy, lượng rác thải được thu gom theo hình thức này nhanh và đạt hiệu quả hơn trước. Theo như lúc ký với hợp đồng của ủy ban thị trấn là các anh ta đề ra là cứ 2 ngày đi một lần. Như chúng tôi qua là có thể quay là chúng tôi lấy cái người lao động đi qua là mỗi ngày đi một lần trong cái làm để coi là cho nó sạch. Thời gian qua, thị trấn Tổ Tàng cũng đã triển khai thực hiện đồng bộ các quy định về công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban Nhân dân thị trấn đã thuê máy múc, phương tiện vận chuyển, thu dọn đất, cỏ, rác trên một số tuyến đường giao thông nội đồng. Các thành viên được phân công phụ trách ở từng thôn, tích cực đôn đốc các hộ gia đình, cá nhân tự thu dọn vệ sinh các tuyến đường giao thông nội đồng và tuyên truyền khi tổ chức thu dọn trên các tuyến đường giao thông nội đồng. Hợp tác xã Nông nghiệp thị trấn Tổ Tàng có trách nhiệm phân công lực lượng bảo vệ các tuyến đường giao thông nội đồng, không để tình trạng phát sinh phân gia súc, gia cầm, cỏ rác hoặc trồng chuối trên các tuyến đường. Trong thời gian tới cũng sẽ phân công cán bộ chuyên trách quản lý trực tiếp bãi xử lý rác thải và cũng trực tiếp chỉ đạo công nhân đốt rác làm sao là đốt được nhiều rác. Và thị trấn cũng sẽ cố gắng lãnh chỉ đạo giao trách nhiệm cho người quản lý tại bãi rác và có một cái kế hoạch giao khoán cụ thể đối với người đốt rác để làm sao cái lượng rác thải tồn đọng không đáng kể. Bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thị trấn Tổ Tàng đang từng bước đi vào nề nếp, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự cấp huyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.